Thiện hiện nên biết, vì bố thí ba la mật đa như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa, vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, vì pháp không nội như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa, vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, vì chân như như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa, vì pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, vì thánh đế khổ như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa, vì thánh đế tập diệt đạo như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, vì bốn tịnh lự như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa, vì bốn vô lượng bốn định vô sắc như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, vì tám giải thoát như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa, vì tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, vì bốn niệm trụ như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa, vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, vì pháp môn giải thoát không như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa.